Ok, xin chào các bạn. Nửa đêm nửa hôm mây mù ơi, các bác ơi, chia sẻ với các bác cũng vừa phát hiện cái này cho nên mới chia sẻ với các bác ạ. Đấy, nó là cửa B của cái con Victor VK10, con đầu đất ở đây các bác, đâu nhỉ, đây. À, không phải Victor mà GVC nhé, GVC, GVC, TD, VK10. Đấy, con đầu đách hai cửa này, cửa A thì ngon, cửa B thì có chức năng thu mà nó lại bị méo tiếng, em tìm mãi mới ra, chia sẻ với mọi người luôn. À, đây này, đây là cái bánh răng của nó này, bị vỡ này. Cái này em sẽ gắn lại nhé, cái này tính sau. Còn cái mà em muốn chia sẻ với các bác đó là cái này nó bị rung này. Đấy, trong khi quay là cái lò xo này rung gây ra méo tiếng này. Tiếc quá, bây giờ em làm cho nó được im rồi, em không biết, cứ kéo ra đẩy vào thôi, tức là ép hai cái bánh này. Đằng trước có một cái bánh răng nữa thì em cứ ép vào sát quá không vừa em lại kéo đẩy nó ra, thì cuối cùng là nó cũng không rung cái này nữa, rung cái lò xo này các bạn, khi quay nó rung 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 như này. Thành ra là nó bị méo tiếng, em tìm mãi mới ra nguyên nhân các bạn. Đây, tháo bung tháo bét ra, đổi cả đầu trục này luôn này. Đấy, mới đầu là tưởng cái trục này nó bị đảo, tưởng là cái bánh đà này nó bị đảo. Đấy, tưởng là trục bị vênh thôi, tìm mãi không ra, thử hết các kiểu Jaguar nhưng mà không được, bánh tì các kiểu vẫn không được. Đấy, thế bây giờ là ngon rồi các bác ạ. Mỗi tội là cái răng cưa này thì em phải thay nó đi, tìm răng cưa khác. Đây, những con đếch này không biết là có đồ không. Đấy, nhưng mà khắc phục cái méo tiếng là vui lắm rồi các bạn ạ. Không, nó quay như này, nó quay nó cứ bị rung rung như này. Đây, cho các bác xem. Đấy, nó cứ rung 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 cái lò xo này nhé các bác nhé. Nó đảo đảo cái bánh này, thành ra lò xo cái rung lắc. Rung lắc nó cứ tạo ra cái dần tần số rung như thế này. Đấy, đúng tần số rung đúng như tay em đang rung luôn. Thì thành ra là nó bị méo tiếng. Ok, bây giờ em sẽ lắp vào và test cho các bác này. Nhưng mà để gắn được con này đã. Mà không biết là nó gắn vào kiểu gì đây. Cái bánh răng ở đằng trước này, này. Đấy. Nó vỡ sẵn rồi, chẳng qua là nó chưa rụng ra các bạn. Thằng nào gần đây tua mãi không được. Chắc là em phải thay bánh răng khác. Chắc phải tháo cái này ra. Tháo cái bánh trục bánh này ra này. Chốt nó giữ cái đầu này các bạn. Để bây giờ cầm nguyên, nhấc nguyên cả cái này ra thôi. Chắc ở dưới đang có cái lò xo cái gì đấy đây. Đây, em đã tìm được một cái bánh răng cho nó vào thay thế, không biết là vừa không.
Tại vì nó to hơn tí các bạn, to hơn 0,0 phẩy mấy ạ. Đây quay thấy thấy rít rít này, hơi hơi rít. Con này được cậy từ một cái bộ cơ của máy, em cũng không nhớ máy gì, chắc là Sony. Đây các bác nhìn biết này, cái răng, cái bánh răng của nó là ở phần trên là nó không có răng cưa, phần dưới thì đấy, nó khác với cái một số cái máy của JVC. Máy của JVC thì nó hay có cái răng cưa kiểu này, thì em không biết là lắp vào được không tại vì em chưa thử, nhưng mà thấy cái này có vẻ vừa hơn. Cái này thì có vẻ hơi to, cái này hình như 3,5, còn cái này hình như là 3 thôi, còn cái này 2, có lúc đo được 2,8, nói chung là tầm 2,5 2,6. Nhưng mà quay thấy nó rít rít, cũng chưa thấy trơn tru cho lắm, chắc là cái nó còn hơi chật. Em phải cho máy thì nó ngoáy một lúc nó sẽ rộng ra ngay. Ok. Ok, như vậy là mới vào này, vâng, đấy. Hy vọng là nó sẽ hoạt động trơn tru. Ok, bên sẽ gắn những cái bộ phận đằng sau của nó lại. Ok. Ok, biết là quay không? Không quay này các bạn, nó chỉ quay cái viền ngoài thôi, cái này nó không quay. Do chật quá, ép nó dùng, ép nó chạy nó không chạy được. Ok rồi, thì các bác đây cuối cùng nó đã quay khá ngon, không biết là như nào, cho băng vào nó quay không. Ok, quá ngon lành luôn các bác ơi. À, vậy là trên đây em vừa chia sẻ với các bác cách gọi là thứ nhất là làm hết méo tiếng của con này. Đây các bác xem này, cái lò xo nó không rung nữa này. Đấy. Ban đầu là khi nó quay như vậy là nó rung rất là ác luôn. Các bác có thể thấy là khi khi quay nó sẽ rung như này này. Đấy, nhưng mà cái tần suất nó rung lắc ác hơn là bây giờ cơ. Thì khi em ép hai cái bánh này vào với nhau, tức là mình sẽ dùng tay bóp hai cái bánh này với nhau. Ở trong này nó có bánh răng này, bánh răng màu trắng này, nó gần giống cái này. Đấy, khi ép chặt với nhau thì nó đỡ rung.
và nó giảm giảm nhiều nhất có thể. Đấy, thế là sau bao ngày em tìm tìm cái sự rung lắc của nó, cuối cùng em cũng phát hiện. Nhưng mà đồng thời lúc đó thì cái mảnh này cũng bị vỡ ra. Thì sau đó em dùng đấy một cái này của đài cassette khác em gắn lại, khoan cái lỗ to hơn. Thì cuối cùng nó cũng chạy ngon lành các bạn. Đấy, em thử test nhé, test với cái băng này xem nó có bị rối không. Đấy, lâu lâu nó không quay. Em giảm tắt tiếng thì khỏi thể đỡ bằng. Đấy, lâu lâu vẫn bị thôi, một tí thôi, không đáng kể. Đấy, thì là em sẽ tìm cách khắc phục nốt cái phần này. Nói chung là được trên 90% rồi các bạn. Như vậy trên 90% rồi. Còn cái giật giật như vậy thì nó không không thể dừng lại được. Tại vì là khi dừng lại một lúc thì nó chưa được 1-2 giây gì đó thì nó lại kéo tiếp. Đấy, cái hiện tượng này thì khắc phục nó dễ hơn là khi nó bị dừng hẳn. Tại vì nó gọi là sát nút lắm rồi. Nó chỉ bị thiếu đúng một tí thôi. Đôi khi chúng ta giỏ dầu ở đây nó cũng đủ cái độ trơn nó quay. Đấy, cái đấy thì em sẽ khắc phục trong cái phần sau. Cho này quay lên trên xem ạ. Đấy, nhìn chung là hôm nay em giới thiệu với các bác, chia sẻ với các bác cách thay bánh răng cho con này cũng rất là ok đấy. Đây là nó chưa trơn tru cho lắm nhưng mà gọi là cũng được rồi. Đấy, cái lực giữ mạnh một tí là nó không ở. Cái này thì do nhiều nguyên nhân, có thể là cái bánh ép này nó chưa lên cao chẳng hạn, hoặc là cái trục này chúng ta chỉ cần bẻ nó sang một chút là nó lại khác ngay. Đấy, lực này quay tốt hơn này các bác ơi. Có nghĩa là em bẻ cái trục. Cái bước này nếu mà bác nào làm theo cẩn thận nhá, không rồi gãy trục là rách việc. Chuyển nước thay cơ rồi. Đấy, em quay cho các bác này, xem nó con vị không này. Tại vì em giữ bằng tay là rất là ok rồi đấy. Giữ bằng tay nó không bị hãm lại rồi. Mình đặt tay nhẹ lên là nó không bị hãm, không bị dừng. Đây là ok rồi. Em thay cái bác à, thay cái băng khác cho các bác nghe nhạc chơi bời. Rất ngon lành rồi. Ok, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video nhé.